10 âm lịch, tuổi Thìn gặp nhiều biến động, đại nạn triền miên, tiền bạc đội nón ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Những người tuổi Thìn là người sinh vào những năm Canh Thìn 1940-2000, Nhâm Thìn 1952-2012, Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988. Người tuổi Thìn được đánh giá là có vận mệnh khá tốt, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống. Những người tuổi này thường khá nhạy bén, biết nhìn nhận và nắm bắt cơ hội tốt, tận dụng những cơ hội đó để phát triển bản thân. Những người cầm tinh con rồng thường được hưởng phú quý an nhàn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thế nhưng vì có được nhiều điều thuận lợi, dễ dàng thành công nên không tránh khỏi sự đố kỵ, ganh ghét, quấy phá, cản trở con đường tài lộc. Chính vì vậy mà vận trình của tuổi Thìn trong tháng 10 có rất nhiều biến động không tốt. Nếu như không chú ý cẩn thận, rất có thể sẽ gây hậu quả khôn lường cho chính bản thân. Và để biết được tháng 10 của tuổi Thìn sẽ diễn ra như thế nào, kính mời quý vị và các bạn sẽ đến với nội dung chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, linh thiêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền và địa vị. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Tuổi Thìn ngay từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Khi lớn lên, cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu, thử thách. Những người tuổi rồng không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực. Xem tử vi tháng 10 năm 2020, tuổi Thìn âm lịch, vận trình hung cát song hành đòi hỏi con giáp này phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhiều biến động bất lợi xảy đến khiến những chú rồng nhận thấy rõ sự lao đao và bấp bênh. Điển hình là tình hình công việc không được lý tưởng do ảnh hưởng của nguyên lệnh lâm suy. Ngoài những khó khăn mang tính khách quan như biến động thị trường, thị hiếu khách hàng, bản mệnh còn phải đối mặt với những mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Cảm giác vừa chống thù trong, vừa phải lo giặc ngoài, vô cùng mệt mỏi. Thương quan cản trở, điều này khiến cho bản mệnh khó có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Những khó khăn không ngừng nảy sinh ngoài dự kiến khiến cho con giáp này vất vả, xoay sở. Bù lại, tử vi các tinh soi chiếu lại mang đến cho bản mệnh một vận trình tài lộc rất đáng mơ ước. Người theo nghiệp kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả khi ở tài vận trong tháng khá sáng, có thu hoạch nhất định, có làm, ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm đầu tư sinh lời lớn, tuổi Thìn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Đôi lúc, một chút mạo hiểm sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận bất ngờ. Tháng này, chuyện tình cảm của tuổi Thìn không có nhiều biến động, gia đạo bình an, đời sống hôn nhân khá hài hòa, nhưng có nhiều dấu hiệu nhạt nhòa vì cả hai quá bận rộn với công việc và dự định cá nhân. Đừng để khoảng cách cứ vô tình lớn dần như vậy, hai bạn cần thời gian để hâm nóng tình cảm càng sớm càng tốt. Tình hình sức khỏe trong tháng cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể, chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, stress, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè để được giải tỏa tâm lý. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ những vận may mà tuổi Thìn sẽ trải qua trong tháng 10 âm lịch, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Thìn qua tất cả các phương diện. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi sự nghiệp của tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch. Tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy
Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong tháng 10 này không được lý tưởng như mong muốn do ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm suy. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh, đòi hỏi những chú rồng phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Nhiều biến động bất lợi xảy đến khiến những chú rồng không khỏi lao đao một phen. Điển hình là tình hình công việc không lý tưởng. Điểm báo tử vi cho thấy nội bộ nơi làm việc xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền, đoạt vị. Tuy không xung đột trong tập thể ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi Thìn, nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường làm việc mới. Lại thêm thương quan cản trở, điều này khiến cho bản mệnh khó có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Những khó khăn không ngừng nảy sinh ngoài dự kiến, khiến con giáp này vất vả xoay sở. Dù có những ý tưởng mới mẻ và độc đáo, có sự quyết tâm cao độ, nhưng con giáp này vẫn chưa biết cách lên kế hoạch cụ thể, chưa có sự trau chuốt cần có, thiếu sự chuẩn bị kỹ càng, nên tới phút cuối dễ dàng trượt khỏi kế hoạch, không đạt được mục tiêu đã đề ra. Những lúc trong cát táng hung, trong thuận có nghịch như vậy, bạn càng không được chủ quan, cẩn thận không bao giờ là thừa thãi. Bạn phải luôn nhớ rằng, hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội, kẻo hỏng sự. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng. Trong tháng này, bạn vẫn sẽ nhận được sự trợ giúp của cả hai cát tinh, tử vi và giải thần, nên vẫn có thể xoay chuyển tình thế. Chỉ cần mệnh chủ kiên nhẫn hơn nữa, hạ quyết tâm cao độ, biến trở lực thành động lực để phấn đấu vươn lên bất chấp nghịch cảnh, thì chắc chắn sẽ đạt thành quả mỹ mãn như mong đợi. Xét về năng lực, có thể bạn vẫn còn nhiều hạn chế ở nhiều mặt, nhưng xét về độ kiên trì, cố gắng thì bạn không thua kém bất cứ ai. Chính điều đó sẽ giúp bản mệnh có được thành công như ngày hôm nay. Đừng bỏ qua ưu thế sẵn có của bản thân mình. Ngoài ra, tuổi Thìn cũng cần giữ thái độ khiêm nhường, kẻo bị tiểu nhân đố kỵ, tìm cách hãm hại, ngăn cản bước đường tiến thân. Tài lộc của tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch. Điểm sáng nhất trong tháng 10 âm lịch này đó chính là phương diện tài lộc. Trong tháng cả chính tài và thứ tài đều rất vượng, rất có lợi cho đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp nhờ được hưởng cát khí từ sao tử vi. Cát thần này sẽ mang đến cho bản mệnh một vận trình tài lộc rất đáng mơ ước. Người theo nghề kinh doanh, buôn bán sẽ được lợi hơn cả khi tài vận trong tháng khá sáng, có thu hoạch nhất định, có làm, ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều. Thời điểm đầu tư sinh lời lớn, những chú rồng nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Đôi lúc, một chút mạo hiểm sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi nhuận bất ngờ. Nếu đang ấp ủ dự định hay kế hoạch nào, bản mệnh nên tận dụng cơ hội để triển khai. Bước đầu, chưa ai dám khẳng định sẽ thành công, nhưng chưa làm thì không thể biết kết quả ra sao. Tuy nhiên, không thể quá chủ quan bởi hiểm họa do nguyệt lệnh lâm suy ở Thìn có thể khiến tài vận của bạn chênh vênh bất cứ lúc nào. Lúc được thì được khá nhiều, nhưng khi mất cũng rất dễ trắng tay, nhất là những ai đang nắm giữ trong tay các hạng mục kinh doanh, đầu tư mang tính mạo hiểm cao. Ngoài ra, một vài nguồn thu phụ bị sụt giảm do bản mệnh có dấu hiệu ôm đồm nhiều việc cùng lúc khiến hiệu quả thu nhập lại không cao, thu nhập không tăng mà áp lực tinh thần ngày càng nặng nề. Bạn nên chú ý điều chỉnh kịp thời để duy trì nguồn tài chính ổn định của mình. Quan sát vi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào trung cung, khu vực ở giữa ngôi nhà, văn phòng. Khu vực này rất cần bố trí phong thủy hợp lý để thúc vượng tài lộc. Người tuổi Thìn có thể bài trí quả cầu phong thủy thạch anh màu đỏ hoặc hồng ở vị trí trung tâm phòng khách, ngôi nhà hay bàn làm việc. Vật phẩm này có tác dụng hút tài khí, giúp công việc kinh doanh càng thêm thuận lợi. Tình duyên của tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng Đinh Hợi này, chuyện tình cảm của tuổi Thìn không có nhiều biến động rõ ràng. Những người độc thân gặp phải nhiều chuyện không như ý, tình cảm đơn phương trong vô vọng khiến bạn ngày càng chán nản và mệt mỏi. Với các cặp đôi, nhìn chung gia đạo bình an, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Đôi lúc, giữa vợ chồng cũng không thể tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng đó chỉ là những chuyện thường nhật chứ không có vấn đề gì to lớn. Ngoài ra, mối quan hệ giữa cả hai có nhiều dấu hiệu nhạt nhòa vì hai bạn quá bận rộn với công việc, dự định cá nhân. Đừng để khoảng cách cứ vô tình lớn dần như vậy, hai bạn cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm càng sớm càng tốt. May mắn là giải thần cát tinh có thể hóa giải bớt những khúc mắc, mâu thuẫn trong mối quan hệ của cả hai bạn. Sức khỏe của tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch. Nguyệt lệnh lâm suy, tình hình sức khỏe của những chú rồng trong tháng cũng có dấu hiệu giảm sút đáng kể.
chủ yếu là áp lực tinh thần khiến bản mệnh thường xuyên gặp phải tình trạng đau đầu, stress, ăn uống kém ngon, có thể bị sụt cân. Bạn nên chia sẻ áp lực cuộc sống với nửa kia hoặc người nhà, bạn bè để được giải tỏa tâm lý. Ngoài ra, khi di chuyển trên lộ trình xa, bản mệnh cũng cần chú ý vấn đề an toàn giao thông. Ảnh hưởng của những tác động xung quanh có thể khiến bạn gặp tai nạn bất ngờ dù bản thân đã chủ động đề phòng. Các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được tuổi Thìn trong tháng 10 âm lịch gặp rất nhiều biến động, liên tục gặp khó khăn và đại hạn. Để có thể hóa giải được vận hạn trong tháng, các chuyên gia phong thủy khuyên người tuổi Thìn hãy đeo vật phẩm bát bảo tâm kinh hàng ngày. Vòng sẽ như một quý nhân giúp cho công việc của bản mệnh được hành thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến và tiền tài dư dả. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là tám pháp lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum. Mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên, sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả để tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư dả và luôn bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.